Chào mọi người, tôi là Lê Danh. Hôm nay tôi giới thiệu cho anh em một căn nhà của bà chị gửi bán. Đó, đường nhựa, mọi người thấy không? Rộng 8-9 mét luôn, tối có đèn đường luôn. Khu dân cư đây, nhà cửa hàng xóm mình, 2-3 cái nhà sát bên luôn. Đó, mọi người thấy không? Nhà cửa chung quanh, dài ra luôn. Đây, cái nhà của mình đây. Diện tích là 213 mét vuông. Tọa lạc tại xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Bề ngang là 8m7, là từ bên này đi qua bên này là 8m7, dài vô 25m. Nhưng mà nhà nước đo là đạt lại là được 9m3, tôi nói rõ cụ thể nha. Đó, tôi đang đứng trước mặt ngôi nhà của mình đây, quay cho mọi người coi. Cái đường này tôi nói đúng rõ nha, là cái đường chính của đường Xà Bang lớn hồi xưa. Đó, bề ngang của mặt tiền mình đây, cái nhà mình đây. À, tôi đi qua bên hông, cái đường giữa gọi là xe container đi vẫn được luôn. À, đây là hàng xóm kế bên mình. À, nhà của mình đó, chạy dài hết đất luôn, là xây dựng hết rồi. Đó, xây dài hết tới cái kia luôn là 25m. Đây là đất của người ta, đây hàng xóm kế bên mình đây. Mát rưỡi à, ra đằng sau nhà mát rưỡi à. Bên này là đất của hàng xóm. Đó. Từ trên đó đó chạy dài xuống đây 25m là người ta cất hết rồi. Tới đây nha, cái cọc này đây, đằng sau là mình có cái vườn mát rưỡi cao su. Rồi bây giờ tôi vô nhà cho mọi người coi sơ qua cái khung cảnh bên trong căn nhà. Đó là tôi quay cái cảnh mặt tiền với bên hông. Nhà có che chắn rồi hết. Mặt tiền đường nhựa. Tôi muốn nói rõ một chi tiết này cho mọi người nha. Cái đường này đó, hồi xưa là đường chính, đường nhựa chính của xà đường Xà Bang Ráng Lớn. Sau này nhà nước mới chỗ một con đường thẳng ở ngoài kia. Một chút nữa tôi sẽ chạy ra cho mọi người coi. Thành ra là cái đường này nó thành một cái đường vòng cong, vòng cung. Từ cái đường chính nó quẹo qua đây. Đó, chạy dài vòng ra lại. Cũng như cái đường vòng, cũng như là cái đường ở thành phố mà đường tránh vậy đó. Đó. Nhưng mà mặt tiền khu dân cư. Cái nhà này là diện tích là 213 mét vuông. Có 40 thổ cư. Bề ngang là 8m7. Đo đạt lại là 9m3, sâu vô là 25m nha. Rồi bây giờ tôi đang tiến dần vô trong nhà đây. Nhà thì có làm máy hiên bên hông, rồi vòm sắt, cổng nẻo đầy đủ. Đó. Cái phần sân này á, với lại mái hiên này đó là người ta làm sao, thành ra cái phần sân này vô á, xe hơi vô cũng thoải mái luôn, độ thoải mái người ta làm sao thành nó cao hơn. Còn cái nhà người ta làm trước thành ra nó hơi thấp hơn mặt đường nha. Đó, nó hơi thấp hơn cái sân của mình khoảng chừng nửa mét. Bây giờ bữa nay cúp điện thành ra ánh sáng nó không đủ để mà quay cho mọi người coi. Thôi tạm thời như vậy đi. Nhà thì một phòng khách nho nhỏ, một phòng ngủ,
rồi nhà bếp, nhà thì xây chưa tô, đơn giản vậy thôi. Cúp điện thành ra tôi không có quay được. Đó, có cái đường bên hông, có cầu thang đi lên đây. Nhà thì cũng còn sạch sẽ, có bồn nước còn đồ. Cái nhà phần sau này nếu mà mình có điều kiện thì mình về đây, mình về đây mình đập đi, mình bỏ đi, mình đổ đất đi cho nó bằng với cái nền này, mình cất lại cho nó đẹp luôn. Còn cái phần này là người ta làm sao là nó bằng mặt đường rồi, cổng nẻo nghiêm chỉnh rồi ha. Điện nước thì ở đây thì ok rồi, mình về mình có điều kiện mình về mình đập đi, mình đập cái nhà này đi, cái mình tân lên, mình xây lại cho nó bằng với cái sân này là cái nhà mình đẹp thôi. Là chủ chốt giá là 780 triệu nha mọi người. Cái nhà này là diện tích là 213 mét vuông, có 40 thổ cư, ngang là 8 mét 7, đo đạc lại là 9 mét 3, dài 25 mét. Họ đã xây dựng hết đất, khu dân cư tọa lạc xã Xà Bang, trục đường chính Xà Bang Láng Lớn đó. Tôi muốn nói rõ cho mọi người nghe, đó là cái nhà, cái đất nhà nhà mình đó, là nếu mà gõ lên mà áp là thấy rõ ràng cái đường vòng cung vô đây. Hồi xưa cái đường mình đó là cái đường chính đó. Đó, ngoài kia một chút, tại chưa có xe chạy qua, tôi cho mọi người coi chút, tôi sẽ chạy ra cho mọi người thấy rõ ràng. Rồi bây giờ tôi chạy ra cho mọi người coi cho rõ ràng nha. Đó, tôi quay cụ thể cái căn nhà mình lại. Rồi, từ bây giờ tôi sẽ chạy ra đường cho mọi người coi cụ thể luôn. Cái nhà của mình đây, cái nhà của mình đây. Đó, hàng xóm của mình đây, dân cư đông đúc luôn nha. Đó, hồi xưa là cái đường này là cái đường chính, đường rộng 9 mét luôn. Đó, tôi chạy đó, đường xe hơi đó, cái đường nhà nước mới mở sau này đâm thẳng đó, xe hơi đây chạy qua kia. Bây giờ tôi chạy ra cho mọi người thấy đây, cho cụ thể. Nhà tối là có đèn đường luôn mọi người thấy chưa? Có dân cư ở sát bên nè. Cái đường quá đẹp. Rồi chạy mấy chục mét rồi là ra đường, nối theo cái đường lộ chính của Xà Bang Láng Lớn đó. Mọi người thấy chưa, đường của mình cũng rộng y chang như vậy luôn đó. Nhà cửa người ta đây đó, đây là đi về Láng Lớn, đi về ngã ba Mỹ Xuân về thành phố Hồ Chí Minh, còn ngược lại là ra quốc lộ 56 ba, khoảng 3 cây số là tới ngay chợ Đức Hiệp, ra quốc lộ 56 luôn. Rồi kính chào mọi người, về cháu Dương sẽ nói cụ thể hơn. Chúc sức khỏe. Chào mọi người, mình là Phạm Hữu Dư đây. Thì nãy giờ là chú Bảy Lê Danh có quay cho mọi người xem một cái nhà ở một cái mặt tiền đường nhựa lớn ha. Thì bây giờ mình sẽ cho mọi người xem sổ nè. Số tờ, số thửa, địa chỉ xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Thì cái diện tích của nó là 213 mét vuông ha, nhưng thực tế là hơn. Thì có sẵn 40 thổ cư, còn lại đất trồng cây lâu năm. Thì ở đây á thì mình có thể lên được 100% thổ cư cho mọi người. Thì giá thổ cư á thì nó phải rơi vào tầm 7-800 ngàn gì một mét vuông á. Thì ví dụ mình lên thêm 100 thổ cư nữa thì là khoảng 70 triệu ha. Rồi, thì ở đây là cái hình dáng của đất mình ha, nói chung là nó vuông vức rồi. Đó, ngang là 8 mét mấy đó, dài xuống 2 mét mấy, 23 mét, 234 mét gì đây. À, ngang 87 dài xuống hơn 25 mét. Thì như chú Bảy có nói rồi, thực tế là đo đạc lại thì mặt tiền của mình là chính hơn 9 mét nha mọi người. Đó. Nhưng mặt tiền cũng khá là đối với cái nhà như thế này là mình mặt tiền như này mình thấy rất là ok rồi ha. Rồi bây giờ mình sẽ cho mọi người xem cái vị trí của miếng đất trên bản đồ vệ tinh ha, cho mọi người dễ dàng hình dung. Thì ban đầu là chú Bảy có quên nói là cái hướng nhà mình ha, thì cái nhà mình là hướng đông nam ha. Rồi,
Thì đây, nó nằm trên mặt tiền đường này. Dạ. Thì chú Bảy cũng đã hết rõ rồi. Ngày xưa ở đây là cái trục đường chính ha, Sà Bang Láng Lớn. À, sau này thì nhà nước thấy là nó cong, nó cũng nhìn nó cũng không đẹp, cho nên là cái mới làm thẳng lại. À, thành thử ra mọi người thấy không? Nhìn trên bản đồ vệ tinh là nó ụ ra nè, à, như đường chánh vậy đó. À, thì mọi người thấy là trước nhà mình là quy một cái đường cao su đúng không? Thật ra nếu anh chị chú mình đã từng đi qua cái đường Sà Bang Láng Lớn này á, thì sẽ thấy đấy là quy một trục đường dài, mọi người thấy không? À, nhìn trên bản đồ vệ tinh là nhà cửa san sát luôn. Nhưng mà đi tới một đoạn, có một cái đoạn ngắn thôi là đoạn này. À, đi băng qua là hai bên là cao su rất là mát và rất là đẹp đó. Thì nó chỉ có một đốm cao su đây thôi đó. Còn lại là mọi người thấy không, nhà dân hết ha. Nhìn trên bản đồ vệ tinh thì mọi người thấy là xung quanh dọc con đường này là nhà dân không nè, ở nhà dân nè đó. Cho nên là nó không phải là rừng cao su nha mọi người, tức là nó chỉ có một khu cao su ở giữa đây thôi đó. Rồi trục đường chính này thì nói tiếp là nhà dân, mọi người thấy không, nhà dân hết. Cho nên là nói chung là cái đất mình á, mình cái nhà mình thì đánh giá là nó rất là mát mẻ, rất là yên tĩnh, nhưng mà nó lại nằm trong cái đường chính ha, đường lớn ha, dân cư rất là sầm uất, tiện ích thì khỏi nói rồi. Mình chạy hướng này nè, tức là mình chạy hướng đây nè, mình thấy không, nhà cửa quán xá đầy đủ hết, là trường học nè, trạm xăng đó. Nói chung là chạy từ nhà mình á, chạy ra khoảng 4 cây số ha là sẽ tới quốc lộ 56 nè. Đồng thời cũng là tới trung tâm của xã Sà Bang luôn. Chợ nè, chợ lớn ha, nè chợ lớn nha. Còn ở dọc dọc đây thì có những cái chợ tự phát, chợ cũng chợ sáng á. Còn đây là chợ chính ha, chợ đây là bán ha, cả ngày luôn. À, trường học rồi nhà sách, nói chung là đầy đủ hết ha. Nói chung là vị trí cái nhà này thì mình đánh giá là về cái diện tích của nó thì không có quá rộng như đất vườn. Nhưng mà nói chung là nó là có nhà cửa đàng hoàng hết đó, rồi đất hữu cơ hữu cư, đường thì đường nhựa rất là lớn ha, này gọi đường coi như đường chính luôn rồi đó. Và nói chung là phù hợp với những ai mà có số tiền là vừa phải đó, muốn mua một cái nhà để dành hoặc là về ở luôn đó. Thì mình về mình cải tạo lại rồi mình ở thì rất là ok. Thì cái vị trí này rất là đẹp nha mọi người đó. Về ở đây thì khỏi lo gì rồi đó, phù hợp cho người lớn tuổi rồi. Thì ở đây cách thành phố Hồ Chí Minh á, là khoảng 70 cây nha mọi người, đi chừng 1 tiếng rưỡi. Thì mình sẽ đi chục cái chục đường mà Sà Bang Láng Lớn này nè đó, đi thẳng đường luôn là sẽ ra tới đường Mỹ Xuân Ngãi Giao đó, xong đâm thẳng ra đường Mỹ Xuân Ngãi Giao, đi thẳng cái đường Mỹ Xuân Ngãi Giao này sẽ ra tới 51 ha đó, là về thành phố Hồ Chí Minh. À, ngược lại thì mình có tới ngã ba Mỹ Xuân, tức là mình xuống tức là từ U51 mình sẽ rẽ vào ngã ba Mỹ Xuân nè, rẽ vào đường Mỹ Xuân này nè, mình đi thẳng tới là sẽ đụng cái đường Láng Lớn Sà Bang. Mình rẽ vô đường Láng Lớn Sà Bang, mình đi tới cái chỗ vừa tới cái chỗ mà đằng cao su á, là hai bên đường cao su á, là đích thị là tới đất mình rồi đó, tới nhà mình rồi đó. Rất là dễ hình dung luôn. Rồi thì nói chung là vị trí thì mình cũng nói sơ sơ rồi ha. Thì cái giá tiền á thì mình xin nhắc lại là chủ kêu là 780 triệu. Ai thiện chí thì cứ tới xem đất và gặp chủ mình làm việc luôn ha. Thì số điện thoại mình là 0933230243. Mình xin nhắc lại là 0933230243. Cần gì cứ alo mình ha. Và nếu như anh chị của chú mình có đất vườn hay nhà vườn mà không còn sử dụng nữa thì cũng có thể alo mình. Mình sẽ hỗ trợ tới quay và đăng lên kênh YouTube mình cho nhiều người thấy và liên hệ mua nha. Rồi, cảm ơn và chào tạm biệt.